Xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn xem mình có mua cái thùng điện thoại mới. Đây là cái điện thoại hiệu Panasonic các bạn. Mình mua ở chợ Costco á. Cái điện thoại này là điện thoại mình xài cho home phone, đường dây ở nhà các bạn. Điện thoại mới này cũng nhiều công dụng lắm các bạn. Đây là cái phone chính các bạn và bốn cái phone con. Thường mình thì hay gọi cái phone chính là phone mẹ, còn bốn cái phone nhỏ là phone con. Mình thì xài cái đường dây điện thoại trong nhà thì lâu năm các bạn. Cái phone nhà mình nó cũng cũ rồi. Sẵn Tết đến năm mới mình mua điện thoại mới về thay vào xài luôn nha các bạn. Cái phone này các bạn, mỗi lần ai gọi tới á, nó đều nổi lên cái tên của người đó và cái số phone á các bạn. Thì cái máy nó nói ra cho mình nghe. Mình ở đằng xa thì mình nghe được tên ai gọi tới và cái số điện thoại. Nếu mà mình nghe số phone lạ thì mình không cần tới bắt để người ta nhắn máy. Còn nếu mà số phone quen hoặc là người quen nhà mà của mình các bạn, mình nghe được á, thì mình tới mình bắt phone. Rất là tiện các bạn. Điện thoại nhà mình thì cũng xài lâu năm cũ rồi các bạn, nên mình mua cái mới về thay vào. Thường bây giờ thì người ta xài phone tay nhiều các bạn ha. Mình thì xài phone tay và phone nhà luôn. Thường người ta gọi vào các bạn, mình không có ở gần máy chính á. Mấy cái phone nhỏ này mình gắn ở đâu cũng được các bạn. Mình đều bắt nghe được hết á. Rất là tiện các bạn. Đường dây trong nhà để người ta nhắn máy các bạn, cho nên mình phải xài. Tết đến nơi rồi. Mua cái phone mới để đổi phone cũ các bạn. Đó, bây giờ phone nhà của mình có người gọi tới nó reng các bạn. Để mình nghe máy một cái nha các bạn. Rồi mình quay lại. Mình nghe điện thoại xong rồi. Bây giờ mình chia sẻ tiếp cho các bạn xem nha. Bây giờ mình cho con trai mình mở cái thùng điện thoại này ra nha các bạn. Rồi con trai má mì mở giùm má mì cái hộp điện thoại ra nha. Chào các bạn. Xin chào. Con trai mình ít nói lắm các bạn, cho nên nó nói tiếng Việt cũng được chứ không bằng chị nó. Ok, mở đi con trai. Dạ. Okay. Yeah. Mở về. Dạ yeah, mở bây giờ giúp má mì mở ra rồi con gắn cái điện thoại này vào lấy cái điện thoại cũ ra. Mở đi con trai. Giỏi quá ta. Cái này là pin, 4 cục pin, 8 cục pin luôn. Ôi, mấy cục con, cái bình đó là 2, 4, 6, 8, 10 cục pin luôn các bạn, cái máy này. Ok, rồi. Là cái máy chính, mình thì kêu quen là cái máy mẹ. Dạ. Yeah, cái máy chính đó các bạn. Để có con trai ở nhà, nhờ con trai gắn vô cho mình đổi cái máy cũ. Wow, dây nhợ coi như cả đống luôn. Giờ là mấy cái máy nhỏ này mình không có xài nữa các bạn.
coi như bây giờ là coi như mình chỉ kêu Alexa thôi là trên phòng các con mình nó cũng nghe hết trơn. Đó, con á, bây giờ mình chỉ cần xài cái ma cái phone chính đó các bạn, để cho người ta nhắn máy thôi, chứ mấy cái phone nhỏ này mình cũng không có gắn nữa, mình để lại chứ không có xài. Phòng của các con mình nó có Alexa mỗi đứa một cái hết rồi, dưới đây mình cũng có nữa, phải cần gì cái là mình gọi Alexa kêu cái là xong à. Trời ơi, máy điện thoại ngày xưa mà có mấy cái này là các bạn nó rất là tiện luôn các bạn, coi như là ở trong nhà mình gọi lên gọi xuống hoặc là người ta gọi tới ở đâu mình gắn cái mình cũng nghe được hết, rất là tiện. Còn bây giờ là mua về cái hộp này là chủ yếu xài cái máy nhắn này thôi. Cái máy chính này để nhắn máy. Bạn cái cục như vậy nè, cái mình để cái máy con trong đây đó, nó mỗi cái gì là có máy con mình gắn lên, mình gắn điện thôi cái là mình gắn cái máy vô vậy nè các bạn đó. Này con trai làm nè, nhưng mà giờ không xài cái này nữa, giờ chỉ lấy cái máy mẹ ra để con trai gắn vô thôi. Đơn giản lắm các bạn. Rồi cái phone cầm này nè các bạn, chỉ để pin vào là xài được, nhưng mà cái pin này tới 10 cục luôn. Đó, bây giờ con trai gắn pin vào điện thoại con ha. Con mở cái máy ra coi nó gắn được mấy cục pin. Hai cục pin con ha. Vậy con ra lấy hai cục pin gắn vào. Good job. Rồi xong. Giờ con gắn cái dây vô nữa cái là mình để cái chỗ nghe. Đây là cọng dây. Con trai gắn cái cục pin á, giờ nó có pin vô rồi nè các bạn. Để một lát nữa con trai nó set up lại. Rồi con giờ gắn dây vô đi con. Cái phone này đơn giản lắm các bạn. Chỉ có gắn dây gắn pin vô cái là gắm điện vô cái ổ của nó là xài được à các bạn. Cái đồ gắm điện đó. Đây, giờ lát mình gắm vô cái ổ chỗ điện đó là được rồi. Còn thêm một cái này nữa, cái này gắn vô nữa, tại cái này nó vô cái caller ID luôn á các bạn, nó có sẵn trong cái máy điện thoại này luôn, mỗi lần người ta gọi tới là cái số phone nó hiện lên, cái tên nó hiện lên hết á các bạn. Đây nè, ở đằng trước nè, đây nè các bạn, mỗi lần người ta gọi tới đó là tên với cái đó cái điện thoại nó ở trên đây nó nhảy ra nè các bạn, nó cho mình biết hết đó. Bây giờ con trai đi gắn vào cái ổ điện ha, giỏi, good job, thank you nhiều. Rồi con trai mình nó làm pin với gắn dây vào cái điện thoại này rồi nè các bạn, bây giờ mình chỉ có đem qua mình gắn vào cái ổ của nó là xài được các bạn, và để con trai mình nó set up vào cho người ta nhắn máy các bạn, với cái chuông reng là mình muốn mấy cái tiếng reng đó. Mình chia sẻ cái điện thoại home phone đến đây, cái phone nhà. Cảm ơn các bạn xem video Hải My trên Cuộc Sống Mỹ, chúc các bạn một ngày thật vui vẻ, nhiều sức khỏe, bình an. Hẹn gặp các bạn video tiếp theo. Bye bye. Bye bye. See you next time. Giỏi.